Quý của thầy đã quay lại với livestream của thầy Alex hay các bạn ha. Xin chào cả nhà. Bữa trước thứ sáu thì chúng ta đã học writing rồi đúng không? Bạn nào mà hôm trước chưa đi học cùng với thầy, các bạn thể luôn luôn xem lại những cái buổi livestream cũ của thầy ở trên gọi là ấn vào đường link nhá, các bạn ấn đường link. Thầy không tiện nói cái tên cái nền tảng nó ra, nhưng mà các bạn ấn đường link là các bạn sẽ thấy, ấn vào đường link trong bio nha các bạn nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại kỹ năng speaking đúng không mọi người? Và thầy mang đến chúng ta một cái chủ đề rất là khoai luôn, đó là puzzles. Đây là chủ đề trong bộ đề dự đoán của quý này, tháng 9 đến tháng 12. Đó, thì tháng 12 sắp hết rồi, thì sắp tới thầy sẽ phải update lại cái bộ đề dự đoán. Nhưng mà đây là cái chủ đề cuối cùng trong cái quý này. Đó, bạn nào đến bây giờ mà vẫn chưa có bộ đề dự đoán thì rất là đáng ăn đòn nha các bạn. Ôi, yes. Yeah, sắp hết quý rồi mà vẫn chưa có bộ đề dự đoán để luyện thì rất là đáng ăn đòn luôn đúng không? Nào, đến chủ đề puzzle nha. Hôm nay thì học speaking nhưng thầy rất là muốn các bạn thật là tích cực giúp thầy. Nếu mà bạn nào có thể trả lời được dài thì hãy cứ viết comment ra, viết dài ra cho thầy. Bạn nào trả được lời được ngắn thì viết ngắn thôi, một câu cũng được đúng không? Đó, cố gắng viết được một câu hoàn chỉnh được không ạ? Và thầy sẽ chữa cho các bạn nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên là mọi người thuộc chủ đề puzzles được không ạ? Quên mất quảng cáo một xíu, nếu mà bạn nào thấy yêu quý thầy đúng không, muốn ủng hộ thầy đúng không, thì chúng ta có thể ấn vào đường link bio để đăng ký học với thầy Alex đúng không các bạn ha. Đó, rất cảm ơn mọi người rất là nhiều. So, chủ đề đầu tiên, câu hỏi đầu tiên là các bạn ơi, cái gì đây, thầy có tham gia cuộc chiến IELTS BB với cả khá tiếng Anh đúng không? Nói chung thầy không em, yes, thầy nói chung là thầy không ưa drama cho lắm, thầy chỉ thích đi dạy thôi. Đó, đi dạy và uống cà phê đó các bạn. Yes. Thầy không thích drama cho lắm. Câu hỏi đầu tiên nhé. Did you do puzzles when you were a kid? Yes. Puzzles nó là kiểu chơi đố em, câu đố ấy, chơi đố ấy. Đó. Bạn có chơi puzzles khi mà bạn còn nhỏ hay không đúng không? Ok. Puzzle nó có thể là xếp hình, nó có thể là câu đố nữa. Đó. Nào, các bạn nào mọi người thử cho thầy ý tưởng là mọi người nào, các bạn viết cho thầy đáp án nào, đáp án là gì đây mọi người nhỉ? Thử xem nào mọi người. Các bạn hãy tự nhiên ra mọi người, hãy thật là tự nhiên. Part 1 nó chỉ cần sự tự nhiên thôi. Bạn có chơi hay không? Bạn không chơi thì bảo là không chơi đúng không? Và lý do tại sao không chơi là gì? Hay là hồi bé em không chơi puzzle bởi vì em hay chơi đá bóng, em hay đọc truyện, em xem TV, em hay gọi là đi ăn vặt đúng không? Đó, các bạn cứ nói ra. Người ta không cần phải là quá liên quan về puzzle đâu. Các bạn chỉ cần trả lời vào câu hỏi hồi xưa, hồi bé có chơi puzzle hay không? Yes or no? Và chúng ta diễn đạt ra. Thử giúp thầy nào các bạn nào. Comment giúp thầy nào mọi người. Comment giúp thầy đáp án và thầy sẽ chấm nhá. Thầy sẽ chữa nhá. Đầu tiên thầy nhận được... Hello, xin chào Sophia, xin chào em. Thầy nhận được câu trả lời của bạn Nguyễn Hòa đúng không? Nguyễn Hoàng Phúc đúng không em? Chúng ta sẽ cùng xem với thầy nhá. Các bạn khác cứ cho thầy đáp án nhá. Thầy sẽ chữa nhá. Yes, I did. Ok, rất là đúng ngữ pháp đúng không? Honestly, I used to do puzzle when I was a child, em. Được chưa? Was a child nhá. To improve my brain and avoid phone gì đây? Phone use đúng không? Ok, tránh việc sử dụng điện thoại đúng không em? Đúng không? Thầy rất là hiểu học sinh của thầy luôn. Yes, được chưa? Ok, good job em. Đó. Improve my brain đúng không? Cải thiện trí não. Thực ra thì các bạn có thể nói là improve my, you know, my memory đúng không? Cải thiện trí nhớ đúng không? Đó. And avoid phone use, yeah. Đó, sau này nói ra bố mẹ tôi không thích cho tôi dùng điện thoại quá nhiều. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hương Dạ đúng không? Thầy sẽ xem của Hương nhá. Cùng nhìn với thầy nhá, Hương Dạ đúng không? Let's go. Well, quên mất thầy phải viết ở đây chứ, quên mất. Làm loạn. Sorry cả lớp, sorry cả nhà nha mọi người. Thầy nghĩ là mấy câu hỏi này thầy để dưới này đi. Các bạn đang làm câu này nhá. Đó, đây nhá đúng không? Hương Dạ đúng không? Thầy để như này dễ nhìn. Now, as far as I could remember, I often did crosswords đúng không? Ok, the crossword đúng không? Cái bộ môn đấy. In some occasion, yeah. On some occasion with my classmates. Ok, thi thoảng đúng không? Một vài gọi là sự kiện, một vài chương trình đúng không? Thi thoảng. Chơi crossword, ok, crossword là trò chơi gạch chữ. Ok, hợp lý em ạ, hợp lý Hương ạ. Tiếp theo là thầy có một câu của bạn nào đây nhỉ? Các bạn ơi, chúng ta cố gắng nhanh nhẹn một xíu nha các bạn nhé. Có một bạn IELTS 7.0 đúng không em? Nào để xem nào, IELTS 7.0 nào. Cùng nhìn với thầy nha các bạn nhé. Yes, definitely. Ok, chắc chắn rồi đúng không?
I used to play puzzle with my friends because it made to enhance the ability of the critical thinking. Ok, thầy đã hiểu ý em. Đây thầy sẽ sửa một xíu nhé. It made to enhance là gì nhỉ? À, nó được làm ra, đúng không? It is made to enhance the ability of critical thinking. Ok, được. Cải thiện cái khả năng gọi là suy nghĩ, gọi là critical thinking, đúng không? Sâu sắc, đúng không? Suy nghĩ kiểu sâu sắc, suy nghĩ kiểu gọi là quyết đoán, đúng không? Phán đoán, đúng không? Kiểu kiểu vậy, đúng không? Ok. Nào, thích ăn gọi là cam và thịt, đúng không em? Các bạn ơi, cho thầy thêm đáp án nào mọi người nào, thầy xem nào. Đó. Các bạn nào được thầy sửa đáp án rồi, các bạn ngồi tập nói lại giúp thầy nhé các bạn nhé. Bạn nào mà chưa có đáp án, đúng không, thì chúng ta cũng ngồi lẩm bẩm đọc theo nhé các bạn nhé. No, actually, puzzles were not popular among kids in my area, đúng không? Tại sao weren't lại còn có not ở đây hả em? Đã weren't rồi còn not ở đâu thế hả em? Đúng không? Đã không nổi tiếng, đúng không, không phổ biến among kids in my area, đúng không? Tại sao, đúng không? Em phải nói là tại sao ra, because là sao? Ui, chúng đắt lắm đi, đúng không? Mình có thể nói là hồi xưa những cái trò đấy kiểu nó... hồi xưa trẻ con hay thích chơi trò khác, đúng không? Because, you know, kids in my time, you know, used to play, hoặc là used to engage in many, you know, physical activity, đúng không? Chơi những cái hoạt động thể chất, đúng không? Đó, được chưa? Đó. Nên giải thích ra em ạ, con nói thì ngắn quá. Mà Loan nào, thầy xem nốt của bạn là... Ui, nhiều quá, đúng không? Ừ, nhiều quá rồi. Thầy rất là, nếu mà thầy chưa chấm được bạn nào thì rất là xin lỗi nhá. Tí nữa thì thầy sẽ cố gắng là có một bạn này, có một bạn câu này bạn nhé. Bạn Thái đi nhá. Đó. Bạn nào mà chưa được thầy chữa, thầy rất là xin lỗi và thầy sẽ cố gắng trả lời các bạn ở những câu sau nhá các bạn nhá. Đó, cùng nhìn với thầy nào. Bạn Thái đúng không? To be honest đúng không? Ok. I used to be a big fan, okay, of solving puzzle. Ok, chuẩn luôn. The reason đúng không? The reason is that it gave me a sense of pleasure, okay? A sense of pleasure là kiểu cảm thấy rất là kiểu gọi là thoải mái, đúng không? A sense of pleasure, đúng không em? Kiểu một cái cảm thấy sự thoải mái, đúng không? Yeah. Sự thoải mái, đúng không? Sự thoải mái, yes. Thư giãn đi, đúng không? Sự thư giãn đi, đúng không? Thầy dịch cái đấy nhá. Yeah. Give me a sense of pleasure, đúng không? Cho tôi một cái sự thư giãn rất là lớn, đúng không? Đó. Ok, rất là tốt, activity viết sai. Ok không ạ? Good job everyone nhé. Các bạn ơi, chúng ta nhớ là khi mà thầy sửa cho các bạn đáp án đúng không? Các bạn nhớ là mình phải nói ra các bạn nhé. Đó, ví dụ thầy sẽ thử câu của bạn này đi nhỉ, đúng không? Bạn thích ăn cam và thịt nhé. Did you do puzzles when you were a kid? No, actually. No, actually, nghe là không hợp lắm, đúng không? Đó, không có actually. No, puzzles weren't popular among kids in my area. You know, because the kids in my town, the kids, đúng không? Mình đang ám chỉ những cái học bạn nhỏ đấy. The kids in my town used to engage in many physical activities, you know, such as in, jumping rope đi, nhảy dây đi, đúng không? You know, playing football, đúng không? Chơi bóng đá, đúng không? Yeah. And badminton, đúng không? Cầu lông, đúng không các bạn? Đó. Đó. Các bạn nhớ mình phải đọc theo nhá mọi người nhá. Such as, đúng không? Such as viết thiếu, đúng không? Đó. Nhớ phải đọc theo nhé các bạn nha. Ví dụ của bạn IELTS 7 chấm này. Đây là tên bạn ấy nhé, chứ không phải là câu trả lời được 7 chấm nha các bạn nhé. Did you do puzzles when you were a kid? Đó, nhớ đọc theo với thầy này. Yes, definitely. Ok, chắc chắn rồi. I used to play puzzles with my friends. Ok. It is made to enhance the ability of critical thinking as well as... Thầy bổ sung thêm nhé. Cho nó dài hơn, as well as, you know, you know, they are intangible thinking and creativity, sự sáng tạo đi, đúng không ạ? Creativity, đúng không? Đó. Thêm thôi, thêm câu thôi. Ok không các bạn ha? Còn ai câu hỏi nữa không nhỉ? À đây có, thầy cố gắng thầy trả lời được hết nhá. Có một bạn Hương, Hương nãy thầy sẽ hỏi trả lời rồi mà, đúng không? To be honest là gì vậy trời? Ui, nó sự thật lòng mà em, thật lòng ấy, thật lòng mà nói ấy, đúng không? To be honest là thật lòng mà nói. Đó. Cái câu này giống như câu cửa miệng thôi. To be honest nó là câu cửa miệng. To be honest đúng không? Đây ví dụ chúng ta trả lời câu cùng đọc với thầy câu của bạn Phạm Xuân Thái nhé. Did you do puzzles when you were a kid? Well, to be honest, I used to be a big fan of solving puzzles.
The reason is that it gave me a sense of pleasure. Đúng không? Đó, ok. Nào, được không nhỉ? Ổn không nhỉ các bạn ơi? Ổn không nhỉ? Câu tiếp theo nha các bạn nhé. Sang câu tiếp theo nhé cả nhà nhé. Câu tiếp theo nha. So, let's move on everyone. Let's go. Câu tiếp theo nào mọi người. Đó. Moving on to our next question. Để thầy sang câu đây để các bạn nhìn rõ đúng không? Nào, câu hỏi tiếp theo nào. When do you do puzzles? During a trip or when you feel bored? À, khi nào thì bạn chơi gọi là giải đố đúng không? Khi mà bạn trong đang một chuyến du lịch hay là khi bạn cảm thấy chán. À, các bạn thử cho thầy đáp án nào mọi người nào. Đó, ví dụ bản thân thầy trong câu này ấy, thì thầy sẽ nói chung là thầy thì bây giờ thầy không chơi giải đố nữa đúng không? Thầy đang hiểu câu hỏi này, người ta đang hỏi là tại thời điểm bây giờ đó thì thầy sẽ nói là thầy không chơi giải đố nữa, nói chung là đấy là cái gì, cái đấy là cái gì đó hồi quá khứ rồi. Bây giờ bao giờ thầy lái ra nhá, thầy không trả lời về puzzle nữa, thầy sẽ lái ra ở bây giờ thì tôi hay đọc sách hơn này, tôi hay đọc báo hơn, tôi hay chơi thể thao hơn, tôi hay gọi là lướt TikTok hơn, lướt mạng xã hội nhiều hơn, chứ tôi không chơi puzzle nữa. Đó. Nào, thử cho thầy câu số 2 nào các bạn ơi. Thử cho thầy Alex đáp án câu số 2 nào cả nhà. Cố gắng nhé mọi người nhé. Thật là nhiều nhé mọi người nhé. Hãy cố gắng viết. Bạn nào viết được một câu cũng được, không sao hết. Viết được 2 câu cũng được, 3 câu cũng được đúng không? Đó. Thử giúp thầy nào các bạn ơi. Come on everyone nhé. Yeah. Come on. Đó. Trong lúc mà thầy đang chờ các bạn cho thầy câu số 2 nhé, thầy sẽ chữa một bạn nữa nhé. Thầy nữa, thầy có một bạn gọi là Minh đây nè đúng không em? Thì thầy sẽ chữa của Minh đây nè nhé các bạn nhé, của câu trước nhé. Các bạn cho thầy câu số 2 nhé, trong tranh thủ lúc đó thầy sẽ chữa của bạn Minh đây nè đúng không? Minh đây nè nhìn em bảo với em nhé em. Actually I didn't đúng không? Ok, actually I didn't because when I was a child I prefer reading books. Ok, I prefer đúng không? Nó hai chữ R đúng không? I prefer reading books, yeah. Tôi thích đọc sách hơn đúng không? Ok, không có gì cả. Không có vấn đề gì luôn. Đó. Nào. Câu số 2 nào các bạn ơi. Cho thầy đáp án câu số 2 nào. When do you do puzzle? Nào, khi nào bạn chơi giải đố nào? Yeah, when do you do puzzle? Khi nào bạn chơi giải đố nào? Khi bạn trong một chuyến đi du lịch hay là bạn khi các bạn cảm thấy chán nào? Nào, thầy bắt đầu chữa nhá. Có rất là nhiều đáp án ở đây rồi đúng không? Đầu tiên thầy nhận đáp án của Trúc đúng không em? Để thầy xem nhá. Của Trúc nhá. Mọi người tiếp tục cho thầy đáp án nhá. Thanh Trúc đây đúng không? I would say neither of them. Ok, không cái nào cả. Since solving puzzles just like something I did in my childhood đúng không? Đây là cái gì đó đúng không? It's just đúng không? Phải thiếu động từ to be em. Giải đố là một cái gì đó I did in my ở đây thì thầy gợi ý cho một cái. Solving puzzle is a thing of the past. À, được không ạ? Giải đố này. Yeah, hoặc là giải đố cũng được đúng không? Puzzles are the thing, a thing of the past. Có nghĩa là gì? The puzzle là một cái thứ gì đó của quá khứ thôi. À, được chưa? Không cần cái này luôn. Không cần email childhood luôn. Đó. Thì em thể nói là bây giờ, you know, now now, you know, I'm grow up đi, đúng không? I'm grown up, đúng không? Đó, tôi lớn rồi, đúng không? So I often làm gì đấy đúng không? Read the news đúng không? Read books đúng không? Read books and browse social media, lướt mạng xã hội đúng không ạ? Đó, được chưa? Social media. Ok không ạ? Đó, tiếp tục nhá. Các bạn ơi, chúng ta thầy đã chữa đáp án cho các bạn nhớ đọc lại nhá mọi người nhá. Đọc lại và tí nữa thầy sẽ đọc cùng. Bạn nào mà cảm thấy là mình đọc không hay thì cứ hỏi thầy, thầy sẽ đọc thử cho các bạn nhại theo. Tiếp theo thầy nhận được đáp án của Đức Minh đúng không? Ok. Các bạn chịu khó nha, bạn nào comment nhanh thì thầy sẽ chữa được kịp nha các bạn nha. Honestly, I don't play puzzle anymore. Ok, chuẩn bài luôn. Now I'm addicted to playing football with my friends. À, bây giờ tôi bị nghiện đúng không? Ở đây nếu mà Minh hay hơn thì em hãy cố gắng giải thích cái sự nghiện của em là bóng đá như nào đúng không? Nhưng literally, mình cứ giải thích cái sự nghiện của ra, sự nghiện bóng đá của mình như nào ấy, đúng không? Literally, you know, I play football, you know, with my friends, with them đi, đúng không? Them like every day, you know, every day, yeah, mỗi ngày đúng không? After school, xong trường học đúng không? Đó. So, thi thoảng chúng tôi còn bỏ lớp. Sometimes we skip school, yeah, bỏ lớp hoặc skip classes
just to play, yeah, just to play football as well, yeah. Đó, thi thoảng chúng ta còn bỏ lớp đúng không? Skip classes là kiểu bỏ học đúng không các bạn? Bỏ tiết đúng không? Bỏ học đúng không? Đó. Skip classes. Đó. Kiểu mình nói cái mình cảm thấy addicted như thế nào ấy, mình giải thích thêm nó ra. Đó. Tiếp theo là thầy nhận được câu của bạn IELTS 7.0 đúng không? Ok, thầy xem nhá. Các bạn ơi chịu khó chúng ta comment thật là nhanh để cho thầy kiểm tra được nhá. For me nowadays cái gì đây? I'm a freshman at university, so I'm up to my ear. Deadline, à, cái câu này của bạn ấy thì không ổn lắm rồi. Ở đây là em nên trả lời thẳng vào vấn đề trước. Em người ta hỏi là bạn có do puzzle khi mà bạn trong chuyến đi hay là field ball không, đúng không? Thì em phải trả lời thẳng vào câu hỏi trước là em như thế nào. Đây thầy đang cảm thấy là câu trả lời em đang muốn nói là kiểu tôi em đang nhiều deadline đúng không? Cho nên tôi không làm đúng không? Thì em phải nói là thật lòng mà nói đúng không? Yeah, honestly, đúng không? Honestly, I don't do puzzle now hoặc là anymore, được chưa? I don't do puzzle cái này đúng không? Anymore, tôi không chơi puzzle nữa, đúng không? Đó, bắt đầu em mới nói diễn đạt ra bởi vì sao? You know, right now, đúng không? I am freshman, university up to my ear, đúng không? Đó, hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất, đúng không? Freshman, đúng không? Là first year student, đúng không ạ? Rất hay luôn, đúng không? First year student. Đó, sinh viên năm nhất, freshman, yeah, rất là hay. Tại học nên tôi đang up to ears đúng không? Up to ears with, you know, nó cái kiểu gọi là áp lực đi đúng không? Có nhiều đi, you know, have much đi đúng không? Have many deadlines đúng không? Nói chung là cơ bản là thế. Up to ear có nghĩa tôi bị tràn ngập đúng không? Snow under cũng được, các bạn thể nói từ snow under, I am snow under đúng không? Đó, tôi bị ngập chìm trong tuyết ấy, đúng không? Thì là up to ears cũng được, đó, kiểu căng thẳng nhiều thứ. Đó. I'm snow under deadlines, đúng không? Ok, đó. Mình phải diễn đạt như thế nhá, IELTS 7.0 nha em. Tiếp theo là ăn gì đây? Ăn cam và thịt đúng không? Thầy sẽ cố gắng address được hết tất cả mọi người nhá. Các bạn ơi, bạn nào được thầy chữa rồi thì chúng ta nhớ luyện đọc lại nhé các bạn nhá. Well, I would prefer to get involved in other leisure, đúng không? Leisure time activity. À, ok rồi. Leisure time activity rather than solving puzzle. Em phải là danh từ chứ đúng không? Không, hoặc là ra puzzle thôi đúng không? Nó phải là danh từ so sánh, nó phải là cùng loại từ chứ. Danh từ, phải đi về danh từ đúng không? So gì đây em? Thích ăn ấy đây không? Không comment nốt cho thầy em. Không đúng không? Không có đúng không? Ok rồi, câu khác nhá. Câu này thầy chỉ đến đây thôi nhá đúng không? Đến đây thôi. Đó. Nào, tiếp theo, bạn nào đây nhỉ? Ismi nè, bạn Ismi là bạn học sinh mới vào lớp đúng không em? Thầy sẽ xem nhá. Ismi để trên bảng với tay nhé. Ismi, honestly, puzzle is an indispensable part of my daily life. Ok rồi, puzzle A em ơi. Đúng không? An indispensable part of my daily life. I usually do puzzles to recharge my energy. Ok. To recharge my energy and reduce my pressure after a long working day. Ok, good job em. Câu này bạn Ismi khá là ổn luôn. Good job em ơi, good job em. Well done, yeah, perfect. Nào thầy sẽ chọn thêm một bạn nữa. Thầy ơi em còn nối tiếp về sau, thầy sửa giúp em à? Ok, tí nữa nhá, tí nữa sang câu khác. Thầy thì có nhiều quá. À, Đình Phan đi, Đình Phan là bạn mới đúng không? Các bạn ơi, thầy rất là xin lỗi nếu mà thầy bị miss tin nhắn nhá. Đó, nhưng mà thầy sẽ cố gắng address được. Nào Đình Phan, sao lại có me feel excited? I feel more excited đúng không em? I feel more excited. Thế sao lại more excited ở đây ta? Không, trả lời không liên quan gì đến câu hỏi em ơi. I feel more excited on the other hand. Sao lại tự nhiên lại on the other hand nhỉ? Doing puzzle when I feel bored can make me get over that feeling and get back my energy. À, thầy hiểu rồi. Đầu tiên em phải trả lời là trong chuyến đi đúng không? Thế em phải nói là gì đấy? I often do puzzles, yeah, during my trip đúng không? Trong chuyến đi du lịch của tôi ấy đúng không? Đó, to feel more excited, được chưa? Đó, phải nói thế đúng không em? Đúng không ạ? On the other hand, sẽ không bỏ nó, nghe nó là cồng kềnh, em bỏ hết đi đúng không?
Doing puzzle when I feel bored can make me get over that feeling and get back my energy. Ok, cũng được đúng không? Cũng được thôi, nghe là không ấy lắm. Còn về trên nữa là em. À, quên, thầy cóp nhầm đúng không? Đâu nhở? Hết rồi em, làm gì đúng không? Hết rồi em ơi. Hết rồi Đình Phan ơi, thầy nhìn mọi thế thôi mà đúng không? Còn ai nữa không nhở? À còn Lan Hoàng đúng không? Thầy có thấy Lan Hoàng ở đây nữa đúng không? Rất là xin lỗi mọi người nếu mà thầy không gọi là xem được hết của các bạn nhé các bạn nhớ. Đó. Ok. So. Ok không ạ? Được chưa? Đâu nhở? Tự nhiên vừa thấy cái của Lan Hoàng đâu nhở? Đây đúng không? Ok, Lan Hoàng đúng không? So yeah, there we go guys. Đó, con Lan Hoàng này đúng không? When I feel tedious, trời ơi, tedious nó là một tính từ gọi là nhàm chán nhá, chứ không phải là các bạn cảm không nói dùng cảm xúc nữa. When I feel bored, đúng không? Khi cảm thấy chán. I often do puzzle, okay? Because it helps me, thiếu chữ L em ơi, helps me alleviate stress and happy. Ôi, reduce stress rồi em. And feel happy, phải cảm thấy happy chứ, đúng không? And feel happy. Không có alleviate làm cái gì, đúng không? Yes, có ai nói thế đâu em. Relieve stress and feel happy, được chưa? Đó, reduce or relieve, đúng không? Đừng nói phức tạp quá các bạn ơi. Đừng nói phức tạp quá. Đó. Nào, ổn rồi đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập nói với thầy nhé các bạn nhé. Cùng tập nói với thầy nhé cả nhà nhé. Cùng để ý với thầy này các bạn ơi. When do you do puzzles during a trip or when you feel bored, đúng không? Đó, ví dụ của Minh nhé, Đức Minh này. Honestly, I don't play puzzle anymore. Now I'm addicted to playing football with my friends. Literally, I play football with them every day and after school. Sometimes we skip classes, you know, just to play football as well. Okay. Ví dụ của thích ăn cam và thịt này đúng không? Well, I would prefer to get involved in other leisure activity. Bỏ tham đi em. I would prefer to get involved in other leisure activities rather than puzzles, đúng không? Cái này cần phải nói thêm nhá, cần phải nói thêm ở đây nhá. Well, it's me này. Honestly, puzzles are an indispensable. Cái từ này thầy rất là ít dùng luôn. An indispensable part, có nghĩa là một cái phần không thể thiếu, đúng không? Yes. Irreplaceable, nó kiểu thế, đúng không? Một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, đúng không? Đó, irreplaceable. Puzzles are an indispensable part of my daily life. I usually do puzzle to recharge my energy and reduce my pressure after a long working day. Thực ra ở đây bạn Ismi chưa trả lời liên quan đến câu hỏi lắm đâu. Em phải bảo ra là tôi thường làm khi mà tôi chán đúng không? Honestly, I often do the activity when I feel bored, đúng không? Bắt đầu em phải diễn đạt ra. Đó, được chưa? Các bạn nhớ diễn đạt sao thì mình phải trả lời câu hỏi trước nhé. Luôn luôn phải trả lời câu hỏi trước nhé. Đó. Xong bắt đầu mới giải diễn đạt ra là puzzle nó là cái phần không thể thiếu gì đấy nữa, đúng không? Đó, được không ạ? Nào, tiếp tục nhé cả nhà ơi. Tiếp tục nhé mọi người. Sang câu hỏi tiếp theo nhé các bạn ơi. Sang câu hỏi tiếp theo ạ. So, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo nhé cả nhà ơi. Câu hỏi tiếp theo ạ. Để đây nhá, dễ nhìn đúng không? Đó. Đó, ok. So, next question everyone. What do you like doing? Wood puzzles or number puzzles? Which one is more difficult for you? À, thử cho để đáp án nào các bạn ơi. Allocate time to puzzle được em ạ. Sẽ thu xếp thời gian đúng không? Sắp xếp thời gian đúng không? Nhưng thầy thì gợi ý dùng từ make time. Make time for something. Make time for something nghe nó tự nhiên hơn trong văn nói em ạ. Đó. Câu số 3 là các bạn nào. Cái gì mà bạn thích làm gọi là giải đố chữ này. Úp chết. Giải đố chữ này hay là giải đố gọi là giải đố số. Và cái nào khó hơn? Các bạn cho thầy nào, mọi người cho thầy đáp án nào. Ví dụ bản thân thầy với câu này nhá, thầy nói chung là thầy không chơi giải đố nhưng mà thầy đoán là thầy sẽ thấy là giải đố bằng chữ ấy nó khó hơn bởi vì thầy không có nhiều từ vựng, thầy không giỏi về chính tả đúng không? Cho nên thầy sẽ thấy giải đố chữ nó khó hơn. Đó, ví dụ là thầy sẽ gợi ý các bạn như vậy.
Thử xem nào các bạn ơi, thử xem nào. Đâu nhỉ, có để thầy xem nhé các bạn viết cho thầy nhé. Nào để thầy xem các bạn có câu hỏi gì nhỉ. Okay, reach out my band về trên đúng không? Ok, đầu tiên là thầy nhận được đáp án của bạn Nguyễn Loan đúng không em? Nguyễn Loan đúng không? Thầy xem nhé, của Nguyễn Loan nha em ơi. Nào. So, I prefer, you know, doing the first one. Ok, the first one. Ok, cũng được. First one là ám chỉ là word puzzle đúng không? It seems a lot easier when it comes to words and languages. À, nó cảm thấy dễ hơn đối với tôi. It seems a lot easier for me when it comes to words and languages, đúng không? For me, đúng không? Đó, đối với tôi em ạ. Ask for number. Ok, bạn ấy rất là khôn. Bạn ấy nói cả số và chữ luôn. Rất là hay. Được. Rất là thông minh, đúng không? Ask for number, I tried doing it multiple times before, but I fail all of them, okay? It's such a hard nut to crack. Ui, hay quá, trời ơi. Nghe rất là tự nhiên này. It's such a hard nut to crack, đúng không? Như kiểu là a difficult task, đúng không? Đơn giản dịch là a difficult task. Từ này của Loan ok luôn, câu trả lời này của Loan rất là ok luôn, đúng không ạ? Good job em. A hard nut to crack, đúng không? A difficult task. Quá là hay, câu này rất là hay luôn. Được. Good, rất là tốt luôn bạn Loan. Đây câu trả lời bạn Loan làm rất là ok các bạn ơi. Thầy gợi ý các bạn nên xem lại câu trả lời bạn Loan nhé. Bạn làm rất là ok luôn đấy. Bạn IELTS 7.0 nào. Ở trên TikTok người ta không cho các bạn comment quá nhiều, để mọi người có thể là chúng ta gọi là viết ít thôi, viết ngắn thôi cũng được. Đó. Xúc tích thôi các bạn nhé, xúc tích thôi. Well, to be honest, I am really into solving word puzzle. Người ta hỏi em là into, ok rồi, đã hiểu. Ok, sorry, đọc chưa kỹ. Because I'm good for history and cái gì đây? Tôi giỏi lịch sử à, good at em ơi. Tôi giỏi lịch sử và giỏi văn đúng không? Literature đúng không? Literature. Đó. Ok, được. Giải đố chữ đúng không? Bởi vì tôi giỏi lịch sử và giỏi văn. Ok. Các bạn nhớ nói thêm là gì nhỉ? Đây có phải là một cái khó không? Đúng không? Cái nào khó hơn thì các bạn nói thêm. Tôi không giỏi về số đúng không? Bởi vì sao? Tôi hồi xưa tôi học toán rất là kém đi chẳng hạn. Đó. Thích ăn cam và thịt nhá. So for me number are much more đúng không? Number puzzle đúng không? Ok, đây là number puzzle. Much more complicated than the other one đi em nói này đi cho đỡ bị lặp lại. Than the other one, as I don't have a knack for đúng không? I don't have a knack for number reasoning. Ui, hay quá đúng không? Have a knack for something có nghĩa là kiểu gọi là có tài năng đúng không? Nhá, giỏi đi, thầy dịch đơn giản là giỏi nhá. Nhìn nó good at cái gì đấy nhá, đúng không? Good at thôi. Have a knack for something, nói chung là về cơ bản các bạn hiểu đó là giỏi cái gì đấy hoặc là có tài năng cho cái gì đấy. Number reasoning, từ này rất hay. Number reasoning nó giống như kiểu thầy sẽ dịch tạm là toán học đi nhá. Tôi không giỏi toán đi. Number reasoning nó là kiểu về lý, giải thích về toán ấy. Nói chung là các bạn hiểu nó là math đúng không? Đó. IELTS 7.0 ghi bổ sung đi em, cứ ghi bổ sung rồi thầy xem cho đúng không? Các bạn ơi, đáp án là mọi người ơi, ít người quá, dần dần ít người quá các bạn ơi. Nào, học sinh của thầy đâu hết rồi mọi người. Yes. Trời ơi, đang ngồi học, đừng có đi đâu xa nhá mọi người. Yes, chịu khó nhá. Thầy nhận được đáp án của bạn Hiền đúng không em? Thầy xem của Hiền nhá. So, I would lean towards the first one since I don't have good head for numbers and math. Ôi giỏi, cái từ này rất là lâu rồi, thầy không nhìn nghe thấy luôn, nhưng từ này rất là hay. I don't have a good head for numbers. Về cơ bản ấy, nó là từ giỏi thôi. Tôi không giỏi, tôi không có suy nghĩ gọi là giỏi về cái này đúng không? Rất là hay luôn. Have a good head for something, nó đơn giản là từ good. Rất là hay luôn. Good job Hiền em ơi, good job Hiền. Rất là lâu rồi thầy không nhìn thấy từ này luôn. Cảm ơn em đã kiểu nhắc lại thầy đúng không? Đó. Rất là lâu rồi, hồi xưa thầy nhớ thầy đã học từ này rồi. Good job em, well done. Head numbers and math đúng không? I guess word puzzle would be easier for me. Chuẩn bài luôn đúng không? Tôi cho rằng này,
giải đố bằng chữ thì sẽ dễ hơn với tôi đúng không? Đó. Good job em. Của bạn Lan Hoàng nào. Các bạn ơi chịu khó xem lại nhá. Bài câu hỏi này thầy thấy nhiều bạn có câu trả lời rất là ok la luôn. Mọi người chịu khó chúng ta xem lại giúp thầy nha mọi người. Cực kỳ hay luôn mọi người ơi. Có nhiều bạn câu trả lời rất là hay luôn. Đó. Xem lại giúp thầy nha các bạn nhá. I prefer number puzzle đúng không em? Puzzle 2 không phải là Dan. Đó là như này nha Lan nha em. I prefer numbers puzzle to word puzzles because I really cái gì interested in doing. Câu này sao chả có ý nghĩa gì cả. Tôi thích. Câu này của Hoàng Lan Hoàng nhìn lại với thầy nhá, nó đang không có ý nghĩa lắm em ơi. Tôi thích gọi là giải đố bằng số hơn là giải đố chữ bởi vì tôi thích làm giải đố số. Đây rõ ràng. Hai câu trước câu sau nó đều giống nhau đúng không? Em phải giải thích ra một cái thứ gì khác bởi vì sao? Bởi vì em nhìn ở các bạn bảo này, I have a good head for math này đúng không? Gì nhỉ? I have a good head for numbers and math đi. Tôi giỏi về số và giỏi về toán đúng không? Đó. Đấy chưa? Đó, xem các bạn nha em, xem các bạn trả lời sao nhá. Câu này thầy sẽ xóa đi không lại gây nhầm lẫn cho các bạn khác. Mọi người ơi, nào cho thầy đem đáp án nào các bạn ơi. Come on guys. Yes. Còn bạn nào không ạ? Còn bạn nào không cả lớp ơi? Come on people, come on guys. Grab your last chance. Yeah, don't be shy guys, don't be shy. Ngắn cũng được mọi người, ngắn cũng được không sao cả đúng không? Đó. Comment giúp thầy nào các bạn nào. Let's go. Rồi IELTS 7.0 đúng không em? IELTS 7.0 có gì đây? Thầy xem bổ sung nốt vào câu kia đúng không em? IELTS 7.0 đúng không? I feel hard to resolve with maths. So I... Cái gì đây? Sao lại hard to resolve with maths? So I don't address number puzzles. Ok. Tự nhiên tôi không xử lý, giải quyết. Nghe nó buồn cười của em ạ. Nghe nó không... Thầy không thấy ai nói thế cả đúng không? I feel hard. Tôi cảm thấy I feel cái gì đấy khó chứ. You know, thôi thầy nghĩ là nói đơn giản là tôi không giỏi toán đi. You know, poor at đúng không? Tôi không phải tôi nghèo đúng không? Nghèo đây là tôi kém nhá. I'm poor at maths, so I don't like, yeah. I don't like number puzzles, yeah. They are very challenging, đúng không? Okay, they are very challenging. Đó, rất là thử thách đối với tôi, rất là khó khăn đối với tôi. Đó, được không ạ? Bạn nào câu hỏi nữa không? Còn câu trả lời nữa không mọi người ơi? Come on guys. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại với thầy nhá mọi người nhá. Phải luyện nói nữa. Đầu tiên thầy đấy câu trả lời bạn Loan rất là ok luôn. I prefer doing the first one. It seems a lot easier for me when it comes to words and languages, đúng không? Đó. And words and languages, ngôn ngữ. As for numbers, I tried doing it multiple times before, but I failed all of them. It's such a hard nut to crack. Ui, it's such a hard nut to crack. Đó là một cái công việc rất là khó. Đó là một cái hạt rất là khó để đập, để vỡ, đúng không? Thì nó là một công việc khó thôi. A difficult task thôi. Đó, rất là hay luôn, good job em. Của bạn thích ăn cam và thịt này. For me, word number puzzles are much more complicated than the other one, as I don't have a knack for number reasoning. Don't have a knack for something có nghĩa là không có tài năng, không giỏi cái việc gì đấy, đúng không? Have a knack for something là giỏi cái việc đấy, có tài năng cho việc gì đấy. Number reasoning đó là, thầy không biết tiếng Việt nó gọi là gì, nhưng mà các bạn hiểu đơn giản nó là toán thôi. Hiểu rõ ràng về toán thôi. Đó, number reasoning, một từ rất là hay luôn. Good job em. Của bạn Hiền cũng rất là ok luôn. Sao cái này nó bị viết hoa. Now, I would lean towards the first one because I don't have a good head for numbers and math. I guess word puzzle would be easier for me. I don't have a good head for something. Về cơ bản nó là giỏi đó mọi người. Nó bằng với gọi là have a knack for something. Ok, các bạn sử dụng thay thế nhau ok. Have a good head for something cực kỳ hay luôn. Đó, thầy thấy cái từ này cực kỳ hay luôn. Good job em, good job Hiền. Yeah, là bạn này thì ít quá, ngắn quá đấy thôi nhá.
Nào, sang câu hỏi tiếp theo các bạn nhé. Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay các bạn nhé. Let's go people, let's go guys. Câu hỏi tiếp theo mọi người ơi, let's go. Nào, đáp án nào các bạn ơi, come on guys. Do you think it is good for all people to do puzzles, đúng không? Đó. So, do you think it is good for all people to do puzzles? Bạn có thấy gọi là tốt cho người già để chơi giải đố hay không? Thử cho thầy xem nào, có tốt không mọi người? Chắc chắn là tốt rồi còn gì nữa, đúng không? Tốt cho trí nhớ này, tốt cho gọi là kiểu gọi là sự tập trung này, attention span, đúng không? Trí nhớ là memory, đúng không? Đó, các bạn ghi những cái điều này ra, đúng không? Đó. Các bạn có thể giải thích tại sao lại tốt cho những cái đấy, bởi vì người già người ta hay quên, đúng không? Thì những cái hoạt động như vậy thì sẽ kích thích trí não của họ chẳng hạn đi, đúng không? Đó. Thử xem nào mọi người nào, thử nào các bạn. Không cần phải trả lời quá phức tạp đâu mọi người, chỉ cần trả lời thôi một cách nó tự nhiên thôi, nghe nó tự nhiên thôi. Đó, đừng làm phức tạp hóa mọi thứ các bạn nhé. Trả lời cho nó tự nhiên thôi mọi người nha. Let's go, cho đáp án nào các bạn. Khẩn trương nào mọi người ơi. Come on everyone, quick chop chop guys. Come on guys, yeah. Khẩn trương nào, cố lên nào các bạn. Do you think it is good for all people to do puzzles, đúng không? Bạn nào mà khó quá thì thầy sẽ cho đáp án của thầy vào nhá, nếu mà bạn nào cần nhá. Đó, nhưng thầy nghĩ là đây là những cái câu hỏi nó không phải nằm ở cái nội dung, đúng không? Nó nằm ở cách mà chúng ta trả lời thôi. Đó. Definitely yes, của bạn Lan đúng không? Loan đúng không? Yes. Happers gì đây hả Loan? Không hiểu em nói gì cả. Đoạn này Loan chưa viết hết đúng không em? Yeah. Ok. Definitely yes đúng không? Ở đây thầy có nốt của Loan nào. Ok. Now, definitely yes, puzzle đúng không? Puzzle đi, để số nhiều đi em. Trong bài này người ta cần để số nhiều. Are well known for brain exercise. Are well known as được biết tới như là chứ, as a brain exercise đúng không? Đó. As brain exercise đúng không? Well known as brain exercise and it helps us improve memory capacity and critical thinking. Okay, so it certainly does its job for aiding all people. Oh, okay nhỉ, đúng không? As it certainly does its job, đúng không? Of aiding all people, đúng không? Nó chắc chắn làm cái công việc giúp đỡ mọi người, đúng không? Cải hỗ trợ mọi người, đúng không? Aiding, đúng không? Helping people. Good job em, cải thiện mọi người, đúng không? Được quá nhở, good job em. Từ này là kiểu từ giống như từ improve, đúng không? Các bạn hiểu từ này giống từ improve, từ help, đúng không? Đó, improve là help. Đó, ok. Đó, good job, khá là tốt em. Được đấy nhở, bạn Loan, bạn viết khá là tốt này. Improving or helping, đúng không? Memory capacity, đúng không? Improve memory capacity là khả năng gì nhở? Khả năng nhớ, đúng không? Đó, rất là hay luôn này. Memory capacity, good job em, yeah. Critical thinking, một từ rất là hay luôn này mọi người. Critical thinking là kiểu suy nghĩ, đúng không? Suy nghĩ kiểu gọi là suy nghĩ đa chiều, đúng không? Nói chung thầy cứ ghi suy nghĩ thôi nhé, đơn giản thôi nhé. Critical thinking, khả năng suy nghĩ. Ok, good job, rất là hay luôn. Các bạn, nếu mà bạn nào chưa biết trả lời như nào, chúng ta sẽ xem của bạn Loan nhé. Bạn Loan thầy thấy rất là ok luôn. Bạn Loan VC123, đúng không? Good job, well done em. Good job GG nhé. Good job GG. IELTS 7.0 nào em ơi. Ui cái gì đây, sao lại có cái hình to đùng này? À đây là logo TikTok đúng không? Yes. Now, well it is extremely. À đây em có cái câu đằng sau đây đúng không? Các bạn ơi cho đáp án nào mọi người ơi. Come on guys. So, it is extremely good when all people play puzzles. Xin it helps you động từ nha em. Xin it help them to enhance good memory. Enhance a good memory. Enhance their memory, đúng không? Như này nha em. Enhance their memory and reduce stress when they feel bored in a long day. After người già rồi thì lại cần long day gì nữa. Người già có gì đi làm dài nữa đâu. Đúng không? When they feel bored in their spare time, trong thời gian rảnh đi, cảm thấy chán trong thời gian rảnh, đúng không? Đó, như thế không ạ? Đó. Được không? Ok không? Nào, còn các bạn có đáp án khác không mọi người ơi? Come on guys, khẩn trương nào mọi người nào.
Trong lúc thầy đợi các bạn khác trong câu đáp án, câu này khó đúng không? Thầy sẽ thử cho câu của thầy nhé. Thầy Alex nha các bạn nhé. So, do you think it is good for all people to do puzzles? Oh yeah, of course, you know. Yeah, of course. You know, I mean, they do wonders, you know, for the old memory. You know, any activity, yeah, that requires memory task. You know, task is beneficial to their, you know, attention span. Yeah, you know, all people are poor, you know, at remembering things. So, you know, they definitely need a boost, đúng không? A boost. Được chưa? Đó, đây là của thầy Alex nha các bạn nhé. Thầy Alex đúng không? Đó. Yeah, of course, you know, I mean, they do wonders. Do wonder for something, kiểu nói chung là nó là từ giúp thôi, benefit thôi. Đó, nó bằng từ benefit, động từ thôi. Do wonders for something, đúng không? For the old memory, I think any activity that requires memory task. Memory task đó nghĩa là những cái gọi là yêu cầu trí nhớ, những công việc ấy, những cái việc mà nó yêu cầu trí nhớ ấy, mọi người. Đó. Những cái việc mà yêu cầu trí nhớ, đúng không? Đó, trí nhớ. Memory task có nghĩa là những công việc mà yêu cầu trí nhớ, nó hiểu cơ bản là vậy thôi. It's beneficial to their attention span. Attention span là kiểu sự tập trung, khả năng tập trung. Sự tập trung, đúng không ạ? Sự tập trung. Đó. Attention span, được chưa? Đó. Sự tập trung. All people are poor at remembering things, so they definitely need a boost, đúng không? Need a boost ở đây là kiểu cần một cái gọi là sự cải thiện, đó, kiểu cải thiện, các bạn thì hiểu nó sự cải thiện cũng được. Đó. A boost là sự cải thiện, đó, được không ạ? Chắc chắn họ cần một cái thứ gì đó giúp họ cải thiện. Tiếp theo nào thầy xem của ôi còn rất nhiều quá trong lúc thầy đưa ra đáp án có nhiều bạn có đúng không? Thích ăn cam và thịt nha em. Đó, thích ăn cam và thịt này. So I suppose yes đúng không? Đây em có đoạn sau này đúng không? Thì đây. I suppose yeah. Đây, thầy xem nốt của bạn này nhá. I suppose yes, yeah. I guess it allows the old who are suffering, bỏ này đi cũng được. The old suffering from being absent-minded, okay, to improve their memory. Oh, rất là hay luôn. On top of that, it's a good way to revitalize, đúng không? And refresh, okay. Good job em, rất là hay luôn. On top of that, phẩy này, rất hay này. Absent-minded này, lãng trí đúng không? Hay đấy nhỉ? Absent-minded, lãng trí này. Kiểu đó rất là nhiều từ mà kiểu gọi là mình biết nhưng mình không áp dụng được đúng không? Đó. Những người già mà suffering from being absent-minded, ok cũng được, hơi ngoằn ngoèo một xí thôi. It's a good way to revitalize này, rất là hay này. Nói chung là refresh hai từ này bằng nhau đúng không? Đó. Rất là hay luôn. Good job em. Bạn Grace nào, bạn Grace nhá. Nhìn em bảo với thầy nhá, rất là nhiều câu trả lời hay luôn đúng không các bạn? Đó. Thầy thấy học kiểu như này các bạn sẽ được gọi là trao đổi chiêu thức lẫn nhau đúng không các bạn ha? Đó. Rất là hay đúng không? Grace này. To a wide range of medical conditions such as memory loss, besides... Ơ, sao lại như này nhỉ? À đây, trên này em có đúng không? Quên, sorry, thầy có thiếu. Đây đúng không? Yes. Yes, nào, để xem nhá. Yes, definitely. I think it's so good for all the people, yeah, to do puzzle as they leave them less susceptible to a wide range of skeptical đúng không? Susceptible to a wide range of medical conditions đúng không? Okay. Less susceptible kiểu dễ ít bị ảnh hưởng hơn đúng không? Hiểu như vậy đúng không? Ít bị ảnh hưởng hơn. Ít bị ảnh hưởng đúng không? Less susceptible đúng không? Cho họ ít bị ảnh hưởng hơn với một số cái bệnh đúng không? Ví dụ như là mất trí nhớ. Besides that, they can entertain them. Ok, giải trí họ đúng không? Besides that, đúng không? Đó, they can also entertain them. Good job, Grace. Câu này của Grace làm khá là ổn luôn. Ok, la luôn đúng không?
Thanh Hiền nào, Thanh Hiền, thầy xem của Thanh Hiền nha. So of course, các bạn nghĩ đơn giản, nó không cần phải khó quá đâu. Of course, doing puzzle is always considered a good boon. Ok, boon là một từ kiểu lợi ích đúng không? Nó na ná từ benefit đúng không? Yes, benefit đúng không? Yes, a good boon to memorization and helps consider okay to sao lại doing puzzle help này là chia chủ ngữ cho gì đây em? And helps ở đây chia chủ ngữ doing puzzle helps the elderly brain to be more active. Ok rồi, kiểu gọi là nhạy bén hơn đúng không? Active hơn. Ok, good job. Đó. Nào, của còn bạn nào nữa nhỉ các bạn ơi? Yes. Ở đây là Grace có when they feel bored đúng không em? When they feel bored, yeah. Ok, good job em. Bạn Grace làm khá là ổn này. Ở Đình Phan nào, thầy xem Đình Phan nhá. Thầy xem Đình Phan nhá. So, yeah, I do think so. Playing puzzle seem to be a good seem a good thôi đúng không? Seem to be a good therapy. Ok, therapy này for memory improving and stress relieving. Sao lại có ai nói như này đâu? So it's absolutely today. It's absolutely a great way to improve their life, đúng không? Okay. Memory improvement đi đúng không? Improvement. Good therapy for memory improvement and stress relief đúng không? Đó, stress relief như này đúng không? Đó, để cho nó phải danh từ đúng không em? Được không ạ? Đó, rất là hay. Nào, chúng ta sẽ cùng xem lại một số cái cách đọc nhé mọi người nhé. Và xem lại ý tưởng nhé. Thầy thấy là chúng ta pick up được khá là nhiều từ vựng hay ho luôn. Rất là tốt. Nào, cuối cuối nữa các bạn ơi. Do you think it is good for all people to do puzzles? Đầu tiên của bạn Loan là rất là hay này. Definitely yes. Puzzles are well known as brain exercise as it helps us improve memory capacity and critical thinking. So it certainly does its job of aiding all people. Aiding đây là bằng hỗ trợ cải thiện đều ok đó. Memory capacity khả năng nhớ đúng không? Ghi nhớ đúng không? Rất là hay luôn. Đó. Tiếp theo thầy sẽ thử câu của thầy thôi nhá. Thầy IELTS 7.0 này. Well, it is extremely good when all people play puzzles, okay? Một câu intro đúng không? Since it helps them to enhance their memory and reduce stress when they feel bored in their spare time. Okay, không có vấn đề gì cả. Thì ăn cam và thịt nào. I suppose yes. I guess it allows. Cái này là thừa thãi quá đúng không? I suppose yes. Because, đúng không? Because it allows, đúng không? Because it allows the old. I suppose yes, yeah. I suppose yes, because it allows the old suffering from being absent-minded to improve their memory. Cho phép những người già này, những người mà đang phải chịu cái sự mà lãng trí ấy, thì để cải thiện cái trí nhớ của họ. On top of that, it's a good way to revitalize and refresh. Revitalize and refresh đơn giản nó bằng từ gọi là ăn ngoai các thứ đó mọi người. Đó. Các bạn hiểu đơn giản bằng từ ăn ngoai thôi cho nó dễ, đúng không ạ? Grace now, Grace. Yes, definitely, I think it's so good for all the people to do puzzle as they leave them less susceptible to a wide range of medical condition, đúng không? Bệnh tật, đúng không? Ít ảnh hưởng bệnh tật hơn. Such as memory loss. Besides that, you know, besides that, they also entertain them when they feel bored, đúng không? Okay. Entertain them là kiểu cho họ giải trí, đúng không? Giải trí họ. Thanh Hiền nào. Of course, doing puzzle is always considered a good boon. Boon này bằng benefit, đúng không các bạn? To memorization and helps the elderly brain to be more active. Ok, good job em. Đình Phan. Yes, I do think so. Playing puzzle seems to be a good therapy for memory improvement and stress relief. Ok, stress relief là sự giải stress, đúng không? It's absolutely, therefore, đúng không? Therefore, it's absolutely a great way to improve their lives. Ta-da! Rất là ok luôn đúng không các bạn ha? Đó. Rất là tốt đúng không mọi người? Rồi, chắc là hôm nay buổi livestream chúng ta đến đây thôi mọi người ha. Trời ơi, đầu tiên vào đầu buổi thì có tận 200 người xem mà bây giờ còn mỗi 17 người trụ lại thôi đúng không mọi người? Nhưng mà thầy rất là tin là 17 bạn hôm nay thì đã học rất là nhiều thứ. Thầy nghĩ là chúng ta có thể học lẫn nhau đúng không mọi người ha? Có một số bạn có một những từ rất là hay mà bản thân thầy biết nhưng thầy còn không dùng cơ. Rất là hay luôn.
Và tuy nhiên một số bạn thì nhiều khi bị lạm dụng từ vựng quá, thì nếu mà bạn nào chúng ta lạm dụng quá thì thầy sẽ gọi là kìm các bạn lại, đúng không mọi người? Đó. Ok, rất là tốt đúng không mọi người ha? Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho mọi người. Và bạn nào thích đăng ký học với thầy, chúng ta nhắn vào đường link trong bio nhé các bạn nhé. Thank you everyone very much. Yeah. Và các bạn nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 vào lúc 11 giờ sáng các bạn nha. Đó. Chào mọi người nha mọi người. Bye bye cả nhà. Bye guys. Bye bye Grace. Bye iOS 7.0. Bye bye Minh. Thích ăn cam và thịt nha em. Bye bye mọi người. Chào mọi người nha. Bye guys. Chào mọi người nha mọi người. Bye.